Dạo gần đây có rất nhiều người bị lừa đảo. Chúng ta cần phải cảnh báo mọi người cẩn thận. Điều khiển của con này. Chúng ta về nhà chơi mấy ván game thế nào? Ôi sao? Cẩn thận. Cảnh sát trưởng Labrador, cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì. À, nhân tiện thì gần đây có rất nhiều người đã bị lừa. Anh phải cẩn thận nhé. Lừa đảo á? Hãy nhớ cẩn trọng nếu gặp phải người lạ nhé. Vâng ạ. Chúng ta phải cảnh báo người khác nữa. Thiên tài lừa đảo Linh Dương đến đây. Đến lúc hành động rồi. Ai thế ạ? Xin chào. Nếu anh điền vào phiếu khảo sát này, anh sẽ nhận được đồ chơi miễn phí. Gần đây có rất nhiều người đã bị lừa. Anh phải cẩn thận nhé. À, xin lỗi, tôi không cần đâu. Đây đã. Tức thật, sao anh ta không bị lừa nhở? Xin chào, tôi là giáo viên của Chào Húc, cô Kiều. Cô Kiều, chào mừng cô đến nhà chúng tôi. Mời vào. Giáo viên đến thăm nhà sao? Ý hay đấy. La 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 la. Ôi trời, tôi xin lỗi. Sao hôm nay mình xui xẻo thế không biết. Cô có sao không ạ? Tôi không sao. Cô là... Tôi là cô Linh Dương, trường mẫu giáo của các cháu. Nhưng bọn cháu chưa gặp cô bao giờ. Cô mới. Đây ạ, chào cô ạ. Đây là tài liệu của trường. Anh hãy giúp tôi photo 100 bản nhé. 100 ư, nhiều vậy sao? Cảm ơn anh. Không có gì, tôi sẽ làm ngay. Ba ơi, giờ con vẫn muốn chơi tiếp. Chơi tiếp, chơi tiếp. Và các cháu bận rồi, để cô chơi cùng các cháu nhé. Kiến chuyển nhà, ai muốn đóng vai một chú kiến chăm chỉ nào? Wow, cháu. Cháu muốn trở thành kiến ạ. Cô giáo của các con giỏi thật đấy. Anh ta bị lừa rồi, giả mạo giáo viên thành công. Gần đây có rất nhiều người đã bị lừa, mọi người phải cẩn thận đấy nhá. Chúng tôi hiểu rồi, cảnh sát trưởng Labrador. Mình không nhìn thấy gì cả. Cẩn thận đấy. Cẩn thận. Anh Ngỗng, anh làm gì ở ngoài này vậy? Mấy bản photo này là sao? Cô giáo viên mới tên Linh Dương nhờ tôi photo. Hả? Cô Linh Dương á? Vâng, cô ấy vừa qua nhà tôi. Mặc dù lũ trẻ nhà tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Ôi không, đấy có vẻ như là có kẻ đã giả mạo cô giáo. Không thể nào, cô ta đang trông con trong tôi. Nhanh lên, đến nhà Ngốc ngay. Chúng ta cùng thi xem ai là người vận chuyển đồ nhanh nhất nhá. Trời ơi, giỏi quá, tuyệt vời. Xong hết rồi. Giờ cô sẽ đưa các cháu đến công viên chơi nhá. Lên xe nào. Yeah. Nhưng mà ba vẫn chưa về. Cháu sẽ đợi ba. Mà cháu đợi ba về rồi gì ạ? Đừng có lằng nhằng. Lên xe ngay. Xong rồi. Ôi không, cảnh sát. Các con tôi. Lên lên nào. Này, dừng xe lại ngay. Không bắt được ta đâu. Mày cầm chơi game của tôi.
tuyệt. TV mới của tôi. Phải làm sao bây giờ? Không đợi kịp rồi. Nguy hiểm, móng vuốt bay. Từ giờ trở đi ba sẽ cẩn thận hơn. Linh Dương, lại là cô à? Hãy đi theo chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn phải luôn đề phòng người lạ. Người lạ có thể giả mạo thành người khác để lừa các bạn. Ví dụ như người giao hàng, người sửa chữa, hay thậm chí là giáo viên nữa. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác và cẩn thận với người lạ nhé. Tiền là rẻ, không phải đồ chơi. Quả bóng. Đây rồi. Là gì vậy? Quái vật! Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có quái vật ở công viên. Nó trông đáng sợ lắm, xin hãy giúp bọn cháu với ạ. Còn quái vật ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, nó ở đằng kia. Mắt nó chiếu ra ánh sáng xanh là cây sáng rực lên chú ạ. Đáng sợ lắm ấy. Mắt phát sáng ư? Các cháu mau về nhà trước đi. Dobby, chúng ta đi nào. Được thôi. Như thế này thì mình không sợ ánh sáng xanh lá cây nữa. Nhưng mà mình cũng không nhìn rõ luôn. Con quái vật bắt được tôi rồi. Quái vật. Quái vật đấy. Quái vật gì cơ? Đây là cái cây mà. Nhưng mà tôi nhìn thấy một vệt ánh sáng xanh lá phát ra từ hướng kia kìa. Hả? Như thế này hả? Đúng rồi, đúng là như thế. Có vẻ như tia sáng xanh đó xuyên qua lỗ hổng của cái cây này. Nó lại xuất hiện nữa kìa. Nó biến mất rồi. Có gì đó ở trong bụi cây. Cái gì vậy? Chỉ là con thú cưng thôi. Tôi hiểu rồi. Có ai đó đang dùng tia laser để chơi đùa với thú cưng của họ hả? Ê, nó sáng quá. Sẽ rất nguy hiểm nếu chơi với tia laser thế này đấy. Chúng ta mau đi theo. Như vậy sẽ tìm được chủ nhân của nó. Lối đó. Xem đây. Tôi bị kẹt rồi. Chúng ta đi đường kia. Đến đây nào, đây đây nữa. Mắt của tôi. Chạy rồi.
chạy đi, chạy đi. Ôi, đằng này cũng còn chạy nữa sao? Cái đuôi của tôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Dobby, chúng ta mau nhanh lên. Hiểu rồi. Cẩn thận đấy. Đi nào. Vậy ra đó đúng là que laser ánh sáng. Anh sói, rất nguy hiểm khi chúng ta chơi với đèn laser như vậy. Đây không phải là đồ chơi đâu. Tôi không bao giờ chơi với cái đấy nữa đâu. Các bạn nhỏ, đèn laser là một thứ vô cùng nguy hiểm. Nếu đèn laser chiếu vào mắt bạn, nó có thể gây tổn thương cho mắt, thậm chí gây mù lòa. Ngoài ra, tia laser công suất lớn có thể đốt cháy đồ vật, gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, chúng ta không nên chơi với đèn laser. Phải luôn cẩn thận nếu phải sử dụng chúng. Hãy nhớ những điều này nhé. Không phá hoại công trình công cộng. Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hello, hello, nó đâu rồi? Hello, hello, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên. Nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Wow. Nó là kho báu. Chúng ta tìm thấy rồi. Ý. Hey. Hey. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. Cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Hả? Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Papillon, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Hả? Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm. Cảnh sát trưởng Labrador. Hả? Anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chúng ngay. Ở ngay dưới này ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, à, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. Hả? Đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi. Rồi à. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Hả? Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ?
chuối anh. Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà nhiều bọ thế này? Chúng sợ tôi nên đi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Chạy đi! Là chuột chuối anh! Đi nào Babylon! Tuân lệnh! Đi lên nào Ruby! Giữ chặt cái thang đó. Dobby, đi làm cho tôi. Kích hoạt chế độ tăng tốc. Cháu không bao giờ đào hố gần đường ống nước nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Đừng ăn quá nhiều. Đừng ăn nữa em trai, em đã ăn nhiều quá rồi mà. Nhưng nó rất là ngon. Ăn nữa là em sẽ bị đau bụng đấy. Em muốn ăn nữa cơ. Thôi nào, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Tiếng gì thế nhở? Ôi đó là quái vật. Em ơi, em trai. Em trai. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, em trai cháu bị quái vật giòn tan mất đi rồi, giúp cháu với. Quái vật giòn tan ư? Bọn chúng sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quái vật giòn tan mất em cháu vào rừng rồi. Quái vật giòn tan ư? Có chuyện gì đó ở đây? Dobby, chúng ta hãy đi vào rừng để kiểm tra xem sao. Đã rõ. Lừa em, lừa em. Chà, tôi không hề tin có quái vật. Dobby, nói cho tôi biết nếu anh nghe thấy bất kỳ âm thanh rắc rắc nào. Đã rõ, hãy tin vào tôi. Thấy rồi, đằng này. Ở đằng kia. Bắt được rồi. Nó chỉ là con bọ nhỏ thôi. Đợi đã, có một âm thanh rắc rắc khác. Ở đâu?
anh đang dẫm lên những miếng bim bim. Bim bim ư? Đó là vị thịt nướng. Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ âm thanh rắc rắc đó là do những miếng bim bim này. Rắc rắc, vậy là chính là nó. Hãy đi đường này. Đi đường nào đây? Là tiếng rắc rắc ở đằng kia. Nó là thật sự có một quái vật gió tán. Không, hãy tiến đến xem sao nào. Đó không phải là quái vật, đó là lừa em. Có chuyện gì với cái bụng của cậu bé vậy? Nó to quá. Bụng của mình đã. Đi nào. Bụng của mình đau quá đi mất. Ôi không, bắt lấy cậu bé. Cháu đã ăn quá nhiều. Ôi không. Đi nào. Ôi không, có một vách đá phía trước. Cẩn thận. Bụng của cháu đau quá. Đó là bởi vì cháu đã ăn quá nhiều. Đưa cậu bé đến bệnh viện thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, ngay cả khi có đồ ăn ngon, chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc. Nó có thể khiến dạ dày và ruột của bạn phải làm việc quá sức, khiến bạn cảm thấy buồn nôn và tăng cân. Tất cả chúng ta cần phải có thói quen ăn uống lành mạnh. Các bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Dắt thú cưng bằng dây xích. Wow, kem ngon tuyệt. Đuổi theo chú bướm kia đi. Lulu, lại đây nào, chào bạn đấy. Ôi không, nó tay tôi. Có chuyện gì vậy? Thú cưng của anh cắn tôi rồi đây này. Sao lại như vậy được? Đau quá, thú cưng của các người cắn tôi đau quá đi mất. Nhưng Lulu của tôi chưa cắn ai bao giờ. Nhìn đi, đây là bằng chứng đây này. Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhá. Không, các người bồi thường cho tôi thôi là được rồi. Bồi thường á? Bao nhiêu vậy? Thật là đắt quá. Tôi phải đưa cô ta mọi thứ tôi có. Tìm thấy mục tiêu mới. Có chuyện gì vậy? Lulu của cháu chưa bao giờ cắn ai cả, nhưng mà vừa nãy cái cô có mái tóc xoăn. Tôi đã phải bồi thường cho cô ấy mọi thứ tôi có. Tất cả thú cưng đều cắn cô tóc xoăn xù đó sao? Lạ thật. Tất cả thú cưng của mọi người đều không được xích lại, như vậy rất là nguy hiểm. Có vẻ đã có người xấu lợi dụng điều này để lừa mọi người. Chúng ta hứa sẽ xích thú cưng lại từ giờ trở đi. Chúng ta phải đi điều tra vụ này. Tại sao mục tiêu lại không xuất hiện nữa nhỉ? Dobby, như thế này này.
Xem đây. Cẩn thận, chúng ta không thể bị lộ được. Có vẻ như mục tiêu chỉ nhắm vào những con thú cưng không được xích lại thôi. Con này có gì xích? Con này cũng có. Có kìa rồi. Thú có sao không? Nhìn đây này, thú cưng của mấy người không được xích nên đã chạy đến cắn tôi rồi đây này. Anh nghĩ tôi có ổn không hả? À, nhưng nhìn này, bọn chúng đều được xích lại rồi mà. Tôi không quan tâm, con đi cắn tôi. Vì thế mấy người lo bồi thường cho tôi đi. Cô chắc chứ? Chắc chắn là con này mà. Nhưng mà con này già đến độ không còn chiếc răng nào luôn, làm sao nó cắn cô được? Cái gì? Nhưng mà con Lulu mấy ngày cắn tôi. Đau quá đi mất thôi. Mấy người lo bồi thường cho tôi đi. Bút màu này. Đau quá. Cái gì? Cô đánh rơi bút màu này. Vết cắn này là giả. Cảnh sát. Cô dụ dỗ thú cưng không có xích, sau đó giả vờ như bị cắn để đòi bồi thường thiệt hại không có thật. Cô hãy đi theo chúng tôi. Các người đã biết rồi sao? Nhưng các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là cô sao? Trò này không có tác dụng với bọn ta đâu. Ôi không. Papillon. Cảnh sát trời. Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi chúng ta cho thú cưng đi ra ngoài, phải luôn xích và dắt bằng dây. Điều này giúp thú cưng của chúng ta an toàn, không bị lạc và cũng không ăn đồ bậy bạ. Ngoài ra, nó cũng ngăn thú cưng làm người khác bị thương nữa. Chúng ta phải luôn giữ cho thú cưng của mình an toàn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Hình vẽ bậy gây nguy hiểm. Xin chào tất cả mọi người. Siêu sao âm nhạc Thỏ Pipi tới đây rồi. Thỏ Pipi à? Lên nhạc. Bắt đầu. Thỏ Pipi, Thỏ Pipi rất thích hát, rất thích hát. Mọi người đều yêu thích cậu, mọi người đều yêu thích cậu. Hát cùng tôi, hát cùng tôi. Cảm ơn. Mọi người đâu cả rồi? Anh Châu tuyệt vời. Khán giả của mình bỏ đi vì xem cái đó sao? Mẹ graffiti có gì mà ghê gớm chứ? Anh Châu tuyệt vời.
không? Vậy để tôi cho mọi người thấy graffiti của tôi xịn như thế nào. Ai làm vậy? Xin này ya. Xịt. Xịt này và xịt tiếp. Mình không thể nhìn nổi nữa. Nhà vệ sinh. Toby. Sơn à? Đây là sơn lên chứ không phải là cửa thật sao? Các con, xuống cầu thang nào. Cẩn thận. Babylon, hãy lau sạch sơn ở trên biển báo này. Đã rõ. Đây là biển cảnh báo phía trước chân trượt. Ôi không, sao lại có người đi sơn cả vào biển báo như vậy? À, và cả cái mông của tôi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Chúng tôi sẽ tìm ra ngay. Đằng kia cũng có chuyện rồi, chúng ta phải đến đó ngay. Hả? Ôi trời ơi, tôi sẽ bị muộn mất. Ai đã làm việc này, thật kinh khủng. Con đá của tôi cũng bị bẩn nữa. Vụ vẽ bậy này bắt đầu nguy hiểm hơn rồi. Hả? Ở đằng kia vẫn còn kìa. Papillon, cô hãy xử lý chuyện ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Ở đây cũng có. Ở đây nữa. Hãy đi theo như hình vẽ này. Đã xong. Cá bớt, lùi xe lại một chút. Tôi muốn xem thành quả của mình. Ở phía trước vẫn còn hình vẽ. Có phải họ là người đã vẽ chúng? Chúng đã chạy đi đâu bây giờ? Chạy sang đây. Hả? Họ định chạy vào khu xây dựng. Cái gì? Như vậy nguy hiểm lắm. Đi nào. Cháu gặp nguy hiểm là bởi vì cháu đã sơn đè lên biển cảnh báo. Lần sau đừng làm vậy nữa nhá. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không được vẽ bậy ở nơi công cộng. Như vậy là không tốt và vi phạm pháp luật. Ví dụ, nếu như một biển báo quan trọng bị che lấp bởi hình vẽ, người đi đường có thể gặp rắc rối hoặc bị thương. Hãy nhớ, không được vẽ bậy nơi công cộng nhé. Bé Hà Mã bị quái vật bắt. Quả cam, quả chuối, quả táo bị hỏng. À? Wow, cảnh sát trưởng Labrador, anh thật là tuyệt. Chuyện này đơn giản mà, tôi còn ngửi được là cậu chưa tắm 3 ngày nay rồi. Cúc, xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn Hà Mã đã bị quái vật bắt đi rồi. Xin hãy cứu cậu ấy. Hả? À? Quái vật ư? Đừng lo nhé cháu bé, bọn chú sẽ tới ngay. Các cháu nói bạn Hà Mã bị quái vật bắt cóc là sao? Bọn cháu đang chơi trốn tìm. Bọn cháu đã tìm bạn ấy ở khắp nơi rồi, nhưng không thấy bạn ấy đâu cả. Mà cháu bảo rằng có một con quái vật chỉ bắt những đứa trẻ có chuyện đi tắm. Chân của bạn Hà Mã bốc mùi kinh lắm, nên chắc chắn con quái vật đã bắt cậu ấy đi mất rồi. Các cháu này, quái vật không có thật đâu. Đợi đã. Các cháu bảo rằng chân của bạn Hà Mã có mùi đúng không? Đây là một đầu mối quan trọng. Nếu chúng ta lần theo mùi chân của bạn ấy, chúng ta sẽ tìm thấy bạn ấy ngay thôi. Có mùi á? Tôi biết rồi. Trời ơi, khủng khiếp quá đi mất. Ai đã không chịu dội bột cao? Tôi nghĩ mình đã tìm thấy mùi của cậu bé. Thôi nào, đây chỉ là một chiếc giày bốc mùi thôi mà. Bạn Hà Mã chắc chắn trốn ở trong này. Này, bạn Hà Mã đừng lo, chú sẽ cứu cháu ra ngay. Có chuyện gì thế? Mà tớ nghĩ cậu đã bị quái vật bắt đi rồi cơ. Lúc nãy khi chúng cháu đang chơi trốn tìm, cháu nghĩ nếu cháu trốn trong tủ thì các bạn không tìm được mình. Nhưng trong đó tối và chật quá, cháu muốn ra ngoài nhưng cánh cửa tủ bị kẹt. Cháu sợ lắm. Hà Mã nhỏ à, trốn trong tủ rất nguy hiểm, cháu không được làm như vậy nữa. Cháu đã nhớ chưa hả? Cháu không dám đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ,
hãy cẩn thận khi chơi trốn tìm nhé. Không được trốn trong tủ hoặc giường kín, các cháu sẽ có thể bị ngạt thở. Và cũng không được trốn dưới những nơi chật hẹp như gầm sofa, các cháu có thể sẽ bị kẹt. Cầu thang và ban công cũng rất nguy hiểm, các cháu có thể bị ngã và bị thương. Hãy nhớ, không được trốn ở những nơi nguy hiểm nhé. Đừng chơi ở ghế lái xe. Này, đỗ xe ở đấy sao? Bạn sẽ nhận được một vé. Này, dừng lại ngay. Gấu con, cháu không được dán thứ này lên ô tô đâu. Cháu xin lỗi ạ. Rất nguy hiểm khi cháu ở bên ngoài một mình. Đi nào, các chú sẽ đưa cháu về. Wow! Tuyệt vời! Mình được ngồi trên xe cảnh sát này! Wow! Đi nào, xe cảnh sát! Dừng lại! Cháu không nên ngồi ở ghế lái, làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Vâng ạ. Thế cháu ngồi ở đây nhá. Cũng không được ngồi ở đây. Trẻ em nên ngồi ghế phía sau và thắt dây an toàn. Được rồi, đi thôi. Con, đừng bao giờ thò đầu hay thò tay ra ngoài cửa sổ nhé. Suýt nữa là cháu gặp nguy hiểm rồi. Cháu hiểu rồi ạ. Đây. Bà cho tôi 2 chiếc burger. Có ngay. Của bạn đấy. Wow, cảm ơn bác. Tạm biệt. Ủa? Cảnh sát trưởng Labrador, tại sao con trai tôi lại đi với các anh? Anh gấu sẽ rất nguy hiểm nếu để gấu con chơi ở ngoài một mình. Hãy cẩn thận nhé. Xin lỗi các anh, hôm nay tôi bận quá, tôi đã không trông cháu cẩn thận. Cảm ơn các anh đã đưa con tôi về. Hãy thử món này đi, bánh mì kẹp thịt đặc biệt của tôi đấy, nó rất là ngon. Wow, burger to thật đấy. Thôi, chúng tôi ổn. Thôi nào, hãy ăn một chút đi mà. Đi thôi, ha ha. Có chuyện gì thế nhở? Dừng lại ngay, cứu con. Làm thế nào để dừng đây? Gấu con. Hãy xem đây. Ôi không, nó đang hướng về trung tâm thành phố. Lên xe nào. Papillon. Cảnh sát trưởng Labrador. Một chiếc xe tải burger đã mất kiểm soát và gấu con đang ở trong đó. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi hiểu rồi. Đi theo chiếc xe tải. Đã rõ. Hey, bám chắc nhé. Hey, đưa chúng tôi lên đầu xe tải. Không vấn đề gì, để đó cho tôi. Papillon. Xin lỗi nhé, tôi nhầm một chút. Hey. Cảnh sát trưởng Labrador.
thắt dây an toàn vào và giữ chặt. Tôi sẽ phanh nó lại. Hả? Ôi không, phanh bị hỏng rồi. Hả? Papillon, tôi có thể dừng khẩn cấp ở đâu đây? Ở phía trước có một làn dừng khẩn cấp. Tôi hiểu rồi. À, phía trước nhiều xe quá. Hãy tin vào tôi, ngồi thẳng nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi đi ô tô, phải luôn ngồi ở phía sau và thắt dây an toàn vào. Không được thò đầu hoặc cánh tay ra ngoài cửa sổ hoặc chơi trên ghế lái. Nếu khởi động nhầm xe, bạn có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích cho chính mình và những người khác. Hãy giữ an toàn khi chúng ta ra ngoài và khi ngồi trên ô tô nhé. Không giữ bí mật cho người xấu. Vào trận đấu bắt đầu. Hey, ha, hai, hey, hey, xếp cú đá sâu xếp đây. À, bóng của mình. Đây là ngày may mắn của mình. Bóng của mình. Chú là ai đấy? Nhà của tôi. Những gì cháu thấy lúc nãy là bí mật giữa chú và cháu nha. Thật là bừa bộn. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả đồ đạc có giá trị của tôi đều biến mất cả rồi. Xin hãy mau chóng tìm ra thủ phạm đi. Đừng lo, không có vụ án nào là tôi không phá được. Mọi người, ai thấy có kẻ khả nghi nào gần đây không? Chậm thôi, từng người một ạ. Tôi... Anh có thấy kẻ tình nghi nào sao? Không thấy gì. Nếu tôi mà thấy tên trộm đó, tôi không để cho anh thoát đâu. Còn hai người thì sao? Thì đúng là có một tên trộm xấu xa đã đến đây. Chúng tôi không thấy gì cả. Tôi không thấy gì cả. Mèo con, cháu có gì muốn nói với chú sao? Hẹn gặp lại sếp sau. Cháu không thấy gì hết ạ. Có vẻ như không có manh mối nào cả. Không, tôi nghĩ mèo con đang giấu điều gì đó. Chúng ta phải đi tìm cháu ấy nào. Cháu không nói với ai cả. Chú cũng nghĩ là cháu không dám đâu. Được rồi, chúng ta cùng về nhà nhé. Xin chào mèo con. Xin chào bà chuột chuối. Mèo con và tôi đang chơi thôi à? Ôi, cháu đang đi. Cháu nói gì cơ? Này. Nhà cháu có nhiều đồ chơi quá nhỉ? Mèo con, cháu có nhà không? Chắc là cậu bé vẫn đang trên đường về. Cảnh sát trưởng Labrador là anh đấy hả? Bà chuột chuối, bà có thấy mèo con không? Cái gì cơ? Bà ấy nghe không rõ chúng ta nói gì. Mèo con có nhà không ạ? Bà thấy mèo con vừa vào nhà với anh trộm xong, nhưng trông anh ta có vẻ là người tốt. Ôi không, Dobby, mèo con gặp nguy hiểm.
Hả? Gì cơ? Bà ơi, bà hãy vào nhà đóng cửa lại. Hãy xem tôi đây. Mèo con, cháu có sao không? Hả? Mèo con, có ai ở trong nhà với cháu không? Dạ không. Nhưng bà chuột chuối vừa nói cháu vào nhà với ai đó mà. Cháu đừng sợ mèo con. Nếu cháu bị đe dọa, hãy cứ nói cho chú biết nhé. Bắt được ngươi rồi. Đừng hòng bắt được tôi nha. Hôi quá. Đứng lại. Tạm biệt. Này chi. Ôi ôi ôi. Đứng lại đó. Hãy thưởng thức quả giấm bốc mùi của tôi đi. Dobby đứng sang một bên. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn phát hiện ra những bí mật xấu, hãy nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu họ đe dọa bắt các bạn phải giữ bí mật, đừng sợ hãi và đừng nghe theo chúng. Hãy tìm sự trợ giúp của cha mẹ hoặc cảnh sát gần đó ngay. Hãy giữ an toàn cho bản thân và ghi nhớ điều này nhé. Xe quá tải nguy hiểm. Ba về rồi. Các con nhìn này, ba mới mua xe mới đấy. Wow, thật tuyệt vời. Ba ơi, bạn con có thể đi xe mới bây giờ không? Được chứ. Tất cả tập hợp. Xe chật quá rồi. Không chật đâu. Hôm nay chúng ta ở nhà nhé. Đi mà ba. Vậy chúng ta chỉ đi một vòng thôi nhá. Vâng ạ. Ngồi yên nào, đi thôi. Em bị kẹt rồi, đừng đẩy nữa. Ôi, nào. Đừng đẩy nữa. Có mùi gì vậy? Hôi quá, hôi quá. Này, hãy xem tôi đây. Wow, thật sạch sẽ. Sao nó lại bẩn rồi? Này, anh phải lái xe cẩn thận vào chứ. Hình như chiếc xe đó gặp vấn đề rồi. Dobby, chúng ta mau đuổi theo để điều tra xem. Babylon, hãy chuẩn bị tiếp ứng. Đã rõ. Đừng đẩy nữa, em lại muốn xì hơi. Đẩy ba mở cửa sổ ra. Sao trong xe lại có nhiều người như vậy? Thật nguy hiểm, chúng ta phải dừng chiếc xe đó lại. Sao mình lại ra đường lớn rồi thế này? Ôi không, cẩn thận đấy. Bà không thể điều khiển xe được nữa. Cẩn thận. Babylon, xe của bác ngỗng bị mất lái. Chúng tôi cần hỗ trợ gấp. Đã rõ.
đến lúc Papillon thể hiện rồi. Đi nào. À, tránh đường, tránh đường. Xin nữa, thật là nguy hiểm quá. Ủa, chúng ta sắp sửa xuống dốc, ba phải dừng xe ngay. Ủa, phanh không hoạt động. Ủa, sao lại có khói thoát ra? Bác Nông, hãy dừng xe lại. Phanh không hoạt động. Chúng ta phải dừng xe lại ngay. Đã rõ, mang vuốt này, đi nào. Là vách núi. Mọi người an toàn rồi. Thật đáng sợ quá đi. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Bác Ngỗng, bác đã vi phạm luật an toàn giao thông. Bác sẽ phải về đồn với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở quá số người quy định nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển trên một chiếc xe với số người nhiều hơn số ghế có sẵn. Khi di chuyển trên xe ô tô, trẻ em phải được ngồi an toàn ở phía sau và thắt dây an toàn đầy đủ. Khi xe chạy, các bạn phải ngồi yên trên xe, luôn giữ đầu và tay chân ở trong xe. Hãy ghi nhớ những điều này nhé! An toàn trong bể bơi! Đứng lại đó! Không bao giờ bắt được ta đâu. Ôi bánh vòng của tôi. Trời ơi, mình phải trốn ngay. Dưới chiếc cầu, những chú vịt vừa chơi trông rất vui. Hãy đến những chú vịt cùng mình. 1, 2, 3, 4, 5. Kia rồi. Quạc quạc. Lại mất dấu hắn ta rồi. Chào chú cảnh sát. Xin chào. Hả? Kia là áo tù của tên trộm gà. Ôi không, có vẻ như anh ta đã trốn giữa đàn vịt con. Đi nào. Trông họ rất giống nhau. Tôi phải đi tìm hắn ta. Đợi đã, nếu anh làm hắn ta bất ngờ, ta có thể làm tổn thương những chú vịt con xung quanh. Tôi có ý này. Chúng tôi là những huấn luyện viên bơi lội mới, hãy bắt đầu học nào. Vâng ạ, bắt đầu thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy hắn nếu chúng ta cải trang thành huấn luyện viên bơi lội không? Gà không biết bơi. Vì vậy,
chúng ta sẽ có thể tìm ra hắn nếu quan sát cẩn thận. Thật là nguy hiểm quá. Đau quá. Các em, đây là bài tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Không nên ném đồ xung quanh gần hồ bơi. Chúng ta có thể trượt và ngã. Đặt dụng cụ bơi trên kệ này. Vâng, thưa thầy. Và hãy nhớ, cần phải làm nóng cơ thể trước khi xuống hồ bơi. Nếu không, chúng ta có thể bị chuột rút cơ bắp. Tất cả đi theo thầy. Khởi động nào. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4. Cảnh sát đã đi rồi, mình không cần phải trốn nữa. Mình phải đi thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Không, là cảnh sát kìa. 1, 2, 3, 4. Chúng ta phải làm gì đây? Họ có để ý đến mình không nhỉ? Khởi động đã xong. Bây giờ hãy mặc đồ bơi an toàn và xuống bơi thôi. Vâng ạ. Quạt, quạt, quạt. Hãy cùng bơi nào. Mình không biết bơi, họ sẽ phát hiện ra mình ngay. Mình phải làm gì nào bây giờ? Mình phải làm gì đây? Các em, hãy xuống bể bơi nào. Vâng, thưa thầy. Quạt, quạt. Xếp hàng, từng người xuống một. Chúng mình xuống nước nào. 1, 2, 3, 4, 5. Quạt, quạt, quạt. Khoan đã. Cháu đã không dùng phao bơi đúng cách. Điều đó không an toàn. Cháu hiểu rồi. Để chú giúp cháu. Không sao mà, cháu có thể tự làm được. Chân của cháu. Đầu của cháu. Chỉ là ngươi là tên trộm gà. Anh đã tìm ra tôi rồi. Chạy tôi. Ngươi không chạy thoát được ta đâu. Cẩn thận xung quanh hồ bơi, rất trơn đấy. Cứu tôi với, tôi có biết bơi. Thở quá đi. Hả? Vậy anh ta là tên trộm gà. Trộm gà, anh đã bị bắt. Hãy đi cùng chúng tôi. Thấy không? Chúng ta không nên làm giống anh ấy. Hãy thực hiện các quy tắc an toàn trong bể bơi. Chúng ta hiểu rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, sàn xung quanh hồ bơi có thể trơn trượt. Vì vậy, nếu chạy hoặc ném đồ đạc xung quanh hồ bơi, chúng ta có thể bị trượt chân và bị thương. Trước khi bơi, cần khởi động thật kỹ và mặc đồ bảo hộ phù hợp. Và rất nguy hiểm khi chơi ở khu vực nước sâu. Vì vậy, chỉ nên chơi ở khu vực dành cho trẻ em.